cho chúng mình. Ta lại gặp ta, còn vòng tay bờ rộng thương mến vào là chuông chùa làng ta nhiều loại vang bế bay lên khói ấm tình thương bát ân giàu thắm môi tình quê có con trâu có nương dâu thiên đường này mơ này là Sony, này là gỡ được cái loa Sony ra ha. Thì nói chung là loa còn đẹp. Này là bụi nguyên viên chính hãng luôn. Tự trong thùng gã ra đây chữa vệ sinh ha. À, cái sau này, à, nói chung là cái lỗ thông hơi nhớ nằm phía trước luôn á. À, là lỗ thông hơi phía trước nè, lỗ thông hơi đây. Và cái này. À, mở ra thì một cái bị mất hết một cái chép rồi, nó gỡ ra cái bên đây nó bị đây, cái loa mặt trong loa ha, nhưng mà loa còn ok không vấn đề vậy đó, nhưng mà bên đây là bị mất hết cái phía trước nè, có cái miếng nhựa phía trước nó có cái chép phía trước đó, thì mất cái chép ở phía trước rồi, nên là con này xem như bán cặp loa bát thôi cũng được, không nhìn thấy cái chép trong rồi, nói chung cái chép này hay, nói chung mất cái chép rồi nha. Cái bát phía sau còn mà trước mất chép rồi. Rồi ai có nhu cầu liên hệ ha. Rồi, cảm ơn nhiều ạ.